sad. Why are you sad? Why are you sad? Tại sao con buồn? À, con buồn là mẹ tại vì mẹ lóc cửa lại đúng không? Yeah. Nhìn lên đây mẹ nói chuyện cho con nghe nè. Mẹ đang gọi điện thoại nói chuyện bàn công việc. Con muốn cái gì con phải đợi mẹ nói chuyện xong cúp máy đàng hoàng con mới hỏi mẹ. Mẹ đang nói chuyện mà con nhào lại con hỏi, con làm sùm, mẹ không thể nào nói chuyện điện thoại được. Mẹ phải vô phòng của mẹ để mẹ đóng cửa lại để mẹ nói chuyện điện thoại. Rồi mẹ làm như vậy là mẹ làm con buồn đúng không? Mẹ xin lỗi con nha. Hả? Quá trời mấy cấp luôn hả? Nhưng mà mẹ xin lỗi con nha. Con có tha lỗi cho mẹ không? Nhưng mà con nhìn mẹ nè, từ giờ về sau khi mà mẹ nói chuyện điện thoại á, con không được xen vô cái cuộc điện thoại của mẹ mà la lối sùm. Dạ, đang lớn lên. Dạ mẹ ơi. Nghe lời mẹ chưa? Okay. High five. Mình quề nha. Yeah. Đừng có giận nhau nữa nha. Okay. Mình giận nhau là không có ai chơi với mình đâu nha. Yeah. Con mà giận mẹ, mẹ mà giận con là hai đứa là nằm là mỗi đứa một phòng, là không có đứa nào chơi với đứa nào đó. Nghe chưa? Mẹ đã xin lỗi con rồi, bây giờ đây nè, nghe nè. Mẹ đã xin lỗi con rồi thì bây giờ con xin lỗi mẹ đi. Khoanh tay lại đàng hoàng. Khoanh tay lại đàng hoàng. Dạ, khoanh tay lại xin lỗi mẹ, nhìn thẳng vô mặt mẹ xin lỗi mẹ đây. Nhìn thẳng vô mặt mẹ nè. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không làm như vậy nữa. Nhớ nha chưa? Giỏi, hôn mẹ ăn mính. Không mặt chứ sao không có tay? Hả? Không tay không? Không mặt. Không tay không mặt hả? Rồi đưa mặt mẹ hôn con cái. Con đưa mặt đây mẹ hôn con cái. Không tay hả? Thường má đi thôi á. Mẹ gặp mẹ ơi, em sát nữa chứ, sát, sát đi. Ký cho đầu chứ sát. Đặt buồn với giận khi hả? Gì nữa? Thôi trời ơi, đừng có bỏ cái đầu tôi ra làm. Bỏ cái chỗ này. Ouch. Chào tóc mẹ nè. Chào tóc mẹ hả? Dạ. Trời, kẹp cho thẳng nha. Hâm đi chị máu chữ. Hâm u da u da. Ờ đúng rồi, kẹp rồi đừng có để cho mẹ nó u da, đúng rồi. Rồi. Hâm bánh phi. Hả? Hâm bánh. Bánh gì? Hâm bánh. Dạ, hâm bánh. Bánh gì? Tự nhiên đang làm tóc ăn bánh. Hâm bánh. Hả? Hay quá. Tóc chay rồi, cô chú coi tóc chay rồi, coi nó cong, coi tóc nó cong dễ sợ không? Tóc chay đó. Tóc chay. Tóc chay với tóc mẹ, tóc ai đẹp hơn? Tóc mẹ màu bạc lát. Tóc mẹ một lát là tóc chay màu gì? Chay, tóc chay màu gì? Tóc mẹ màu vàng. Màu gì? Màu vàng. Không phải màu đó, là màu light brown. Light brown. Ừ. Ủa mà sao tóc mẹ một lát mà tóc chay màu light brown? Chay là con của mẹ mà sao tóc mẹ màu đen mà tóc tay màu vàng? Ngộ hả? Con này con gì đây? Con ghẻ hay là con gì? Con ghẻ. Con nói đi, con ghẻ. Con ghẻ. Mình nhìn vô đây nè, chay chay nhìn vô, nói cho cô chú nghe. Con nói nè. Không, con ruột. Con ruột. Con ruột. Con ruột hay hơn ruột. Con ruột. Con ruột chứ không con ghẻ. Mẹ bác sĩ. Ô chào ơi bác sĩ. Dạ em chào bác sĩ. Em dạo này em bệnh dữ lắm bác sĩ ơi. Em dạo này em muộn phiền lắm, em bệnh lắm bác sĩ, có khám bệnh cho em đi. Rồi bác sĩ cho em này hả bác sĩ. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Ô bánh hamburger bác sĩ cho ngon quá. Bác sĩ lại khám bệnh cho em đi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nha. Rồi, rồi bác sĩ em ăn no rồi bác sĩ khám em đi bác sĩ. Em chào mẹ ơi. Không dậy nữa, tôi thám. Ok. Khám bụng. Ừ, khám bụng, bác sĩ khám bụng em. Bây giờ bác sĩ ngồi xuống từ từ, thấy em bệnh mà bác sĩ làm gì ào ào vậy bác sĩ. Ok, xong rồi. Rồi, xong rồi chưa? Rồi, em bị bệnh gì vậy? Em bị màu bào. Em bị bệnh gì bác sĩ? Bị bệnh mà em bị bệnh gì bác sĩ?
bàn đá. Mà em bệnh gì vậy bác sĩ? Hả bác sĩ? Bác sĩ đưa nách hôn mến con bác sĩ. Bác sĩ dở nách lên đưa hôn mến rồi. Đưa hôn mến đâu bác sĩ? Đưa nách hôn mến đâu bác sĩ? Ok, không rồi. Đó, các bác sĩ bài cái phòng kìa. Thôi uống nước ha, rồi bác sĩ em lấy nước cho bác sĩ uống nha. Bác sĩ đưa nách em hôn miếng ơi. Không. Không. Rồi tới con uống hết, tới con, không mẹ mới uống rồi, tới chay chay. Chay uống miếng này tới mẹ, chay uống miếng này mẹ uống hết. Rồi mẹ uống hết nha. Ơi có cái này. I'm full. Mommy, I can't. I'm full. Okay. Here go. Okay. Rồi sao nữa bác sĩ? À, bác sĩ bây giờ đi ra ngoài chơi chữ đi. Mày chữ rồi để ngoài đó kìa. Chữ còn sắp ngoài đó kìa. Đi vô nhà. Đi vô nhà. Em bệnh quá bác sĩ ơi. Em bệnh quá bác sĩ ơi. JD, are you my private doctor? Hả? Con là bác sĩ chuyên khoa riêng cho mẹ phải không? Yeah. Hôm nay xong rồi. Mommy, let me see my tea, mommy. Okay, who was this? She was this. Con nói tiếng Việt thì cô chú không hiểu tiếng Anh. Mà mi ta ma san go away. Không ăn hả? Con nói tiếng Việt thì cho cô chú hiểu nghe. Không, nói tiếng Việt. Cái này là gì? Picture. Cái này là cái hình, tấm hình. Tấm hình gì? Rồi, con đang vẽ tấm hình, đúng rồi. Mà ma mê sai man go away. Mà go away. Không muốn đâu. Ôi trời ơi thơm má. What's the picture này? Hôm nay hình này hình gì á? Ouch. Con làm rớt trúng chân mẹ rồi nè. Con nói thì sao? Hả? Con làm trúng chân mẹ con nói thì sao? Mẹ ơi, bác sĩ. Con xin lỗi mẹ. Lấy bác sĩ. Bác sĩ khám mà, khi khám chân hả bác sĩ? Rồi, bác sĩ, rồi bác sĩ trúng chân bác sĩ khám đi. Rồi, bị gì? Bị đứt tay. Bị đứt tay hả? Bị bầm không? Bị này nè. Đây nè nha. Cô chú coi là lâu quá không có chơi trò lại trò bán hàng. Tại vì hôm nay trời ở ngoài mưa rồi cô chú ơi, không có đi ra ngoài được. Đi ra ngoài nắng quá. Đúng rồi, ở ngoài trời đang mưa phải không chơi? Mà khi mà trời mưa thì con hát bài nào? Hát bài vô nhà. Hát bài vô nhà hả? Dạ. Không, hát bài gì? Hát bài Jingle Bell. No, khi mà trời mưa thì mình hát là Rain, rain, go away. Go away, come again. Come again another day. Đúng rồi. JD wants to play Rain, rain, go away. Lấy muỗng nào? Bây giờ con bán cho mẹ cái gì? Nói cho cô chú nghe coi. Hôm nay bán cái gì? Bán gì? Bán gì? Bây giờ nó nói tiếng Anh không cô chú ơi? Màu xanh, đúng rồi. Màu xanh là màu green, đúng rồi. Còn bên kia? Yellow tiếng Việt là màu gì? Màu yellow. Là tiếng Việt là gì? Màu vàng. Đúng rồi, rồi lại đi. Màu
Cái gì vậy? Tự nhiên đang bán hàng đi qua lại cái gì vậy? Bác sĩ, bán hàng cho bác sĩ. À, bán hàng cho bác sĩ hả? Dạ. À. Nói gì nói lại coi không nghe. Có chú kia nói hả ăn chay, mà nếu mà nó nói tiếng Anh nhiều quá đó, mở chương trình thiếu nhi Việt Nam cho nó coi. Mà không, nó mà coi iPad của nó là nó không có, nó không có thôi là gì, nó mà coi cái iPad của nó là nó cầm nó bấm rồi mình bấm qua nó cũng bấm lại cái chương trình mà nó muốn coi à, chứ nó không có ngồi coi chương trình Việt Nam đâu cô chú ơi, khó lắm. Mày nhầm á, bây giờ phải muốn làm là phải gì không, phải hả gọi là mở tivi cả ngày bằng tiếng Việt. Gì chờ chút mày nói chuyện với cô này, cô này mới gọi mẹ nè. Chắc cô này gọi để mua nhị hoa nè, để mày gọi lại. Ừ, mày gọi lại cho cô ra để muốn để kiếm tiền mua sữa chay nha. Dạ không. Mày không không có sữa hả? Alo, cho Phan cho kia. Dạ alo. Alo em hả? Ngọc hả? Dạ đúng rồi, cô. Tại vì chị coi trên YouTube á. Dạ. Rồi cái chị thấy cưng với lại con gái đó, rồi cái chị thấy cái số phone chị gọi á. Dạ dạ. À, chị hỏi cưng là cái gì nhị qua đó là cái đó là sao vậy cưng, ví dụ mình order làm sao, mình gọi nó bán làm sao, chị cũng không hiểu, nó đọc không hiểu. Dạ, là chị muốn mua đúng không chị? Chị muốn mua thì giờ sao? Dạ mua thì cái hộp là nhiêu? Chay à, sao để mẹ nói, để mẹ để nói chuyện với cô rồi con đừng có la sầm, sao mỗi lần mà cô mấy chú gọi điện thoại là nghe con nói chuyện sầm á vậy. Mẹ nghe nói hôm qua rồi, mẹ đang nói chuyện điện thoại, muốn làm cái gì phải chờ mẹ, không được kêu mẹ sầm như vậy. Nghe chưa? Mẹ. Dạ. Mẹ ơi mẹ. Sao con muốn cái gì và con muốn cái gì nè? Đi park. Hả? Đi park, mẹ ơi. Muốn đi park hả? Dạ, muốn park mẹ. Ủa bây giờ ở ngoài trời mưa rồi sao đi? Trời mưa rồi sao đi park? Đi park. Rồi mẹ coi để mẹ coi thời tiết hôm nay như thế nào nha. Dạ. Rồi làm bác sĩ đi. Ok. Park mưa. À, lấy bỏ dĩa vô, bỏ vô dĩa. Nè. Ăn. Trời ơi, bà chay vlog làm bánh hamburger quá ngon luôn. Còn cái này là cái gì á? Hamburger. Không, cái này là gì? Mẹ nói là cái này là tên là gì? Taco. Taco. Đúng rồi. Đây, giúp đút mẹ ăn đi. À quên, sẵn đây kể cho cô chú nghe chuyện này. Chay á, cô chú, hai đêm nay là ngủ không cần ba bà, đúng không? Dạ. Nó có hơi khó ngủ một chút, nhưng mà nằm đó hát ca, nằm sướng ca, nằm hát ca Twinkle Twinkle Little Star rồi nằm. Em đang bụng. Hả? Bụng sao? Bụng bị ho. Mày bị ho hả? Dạ. Đó rồi nằm hát ca, nói chung là hơi khó ngủ một chút thôi, nhưng mà cũng ngủ từ sáng cho tới tối không có đòi ba bà. Nhưng mà vậy nè, biết hơi khó ngủ là chay làm gì không? Dạ. Hồi tối này biết chay biết chay làm gì không? Hồi dạ. Tối này á, cái mẹ làm bộ mẹ ngủ á, cái mẹ nằm ngủ vậy nè, cái chay ôm cái trán của mẹ, chay hôn mẹ nè. Xong rồi chay nói là I love you mommy, đúng không? Dạ. Đó, xong rồi cái một chút nữa cái chay ôm cái môi của mẹ, chay hôn mẹ nè. I love you mommy, đúng không? Dạ. Rồi xong một chút nữa chay ôm cái tay của mẹ, chay cầm cái tay mẹ vậy nè, cái chay hôn vậy nè. I love you mommy, phải không? Dạ. Chơi lấy tay nó ngắm nữa. Mẹ nó mắc ngủ vậy hả? Rồi chơi lấy tay, chơi ôm, chơi tay. Trời ơi, nó tình cảm cái giá. Nó tình cảm một cái cách mà nó còn có nó bể bình luôn. Trời ơi, này là cô chú nào gọi nữa đây nè. Nãy giờ để chuông yên. Nè hay không? Mẹ có điện thoại là con lại ồn ào. Chị nè cưng. Dạ. Mẹ. Gì vậy? Đặt tròn niềm tin sai. Mẹ ơi. Trời ơi, con này nó du duyên kìa, ta hát mà nó không hát được mẹ ơi. Giờ thì trời ơi, nó nói mẹ không hát nữa mẹ ơi. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Công chúa ngủ rồi. À, công chúa ngủ rồi hả? Rồi bây giờ nè, con cho cô chú coi Princess Jasmine đâu.
Đó, cô chú đó là Princess Jasmine của Jay đó. Jay thích nhất là Princess Jasmine, right? Dạ. Jay thích nhất là công chúa Jasmine. Mà Jasmine á, tiếng Việt có nghĩa là hoa lài đó cô chú. Công chúa hoa lài. Đó, xin lỗi Jay, mẹ có điện thoại nữa. Con để cho mẹ nói chuyện thoại, đừng có la lối ông sầm nha. Dạ, alo. Alo, Ngọc á. Dạ, Kenny, dạ, dạ, chú Kenny, dạ. Xin hỏi cái một điều giống như là mình cái nước uống á,